Đang phi xin xin chào các bạn. Sau đây đang phi xin giới thiệu các bạn cần hai khúc Daiwa Phantom do Daiwa China sản xuất và Daiwa Việt Nam nhập khẩu. Cái này khuyên bát thường. Hiện Hải đang phân phối hai size, chiều dài 2m7 và chiều dài 3m15. Bát gà máy, phần chui cần. Đây qua Phantom màu đen xanh, cắt phít 1m02. Một số cần đấy. Hai khúc tải chì 100g. Chiều dài tổng là 10 inch, tương đương 3m nữa. 3m15. Thu gọn là 1m56. Kéo là từ 15 đến 30 pound. Tem của Đài Loan Việt Nam nữa. Đốt gốc và khuyên đề ba. Đây, khuyên đề ba đấy. Khuyên hai chân, con này rất khỏe. Đầu alo. Do đường kính đầu alo của cần 3m các bạn nhé. Ba ly các bạn. Chuẩn ba ly. Cân trọng lượng các bạn nhé. Ba trăm năm mươi chín gram ạ, 57g. Đang dùng sai và đang bị chạm. Vừa rồi chạm là nó hơi bị chạm dưới một tí. Ba trăm bảy mươi tám gram ạ. Và cần 3m. Đấy là cần 2m7. Trọng lượng của cần 2m7 đây ạ.
334 gram, 35 gram. Đó, đo đốt ngọn bạn xem đường kính của đốt ngọn này tầm 33 ly các bạn. Bali. Vừa rồi Hải đang phát sinh cho giới thiệu các bạn cần Daiwa Phantom do Daiwa Việt Nam nhập khẩu của Daiwa China. Hải đang phát sinh chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang phát sinh.